các bạn, hôm nay EasyTech Class sẽ giới thiệu với các bạn cách tính lãi suất lũy kế tiền gửi trong ngân hàng sử dụng Excel. Thì cái bài toán mà EasyTech có đấy là EasyTech có một khoản tiền gốc là 10 triệu đồng với cái lãi suất hàng năm là 7%. Cái lãi suất lũy kế theo từng năm mà EasyTech có được thì sẽ là bao nhiêu? Thì EasyTech đã tạo sẵn một cái bảng rồi, trong đó được chia thành 10 cột tướng cho 10 năm. Giả sử là EasyTech muốn tính lãi suất lũy kế trong vòng 10 năm chẳng hạn, có ba cái hàng tương ứng là tiền lãi ở cuối mỗi năm từ năm 1 đến năm 10 và cái tiền mà tái tục ở từng một năm thì ở đây có một cái ghi chú nhỏ là cái tiền tái tục hay tái tục tiền gửi thì chính là các bạn tiếp tục gửi cả vốn lẫn lời để có được cái lũy kế ở thời điểm đáo hạn khi mà hết một kỳ gửi, ví dụ một năm chẳng hạn. Tương ứng với cái bảng này thì có nghĩa là hết năm thứ nhất các bạn sẽ không nhận cái tiền gốc hoặc là tiền lãi ngay mà các bạn sẽ tiếp tục tái tục tiếp cái khoản tiền này sang năm thứ hai và tương tự như vậy. Năm thứ ba, năm thứ tư và cho đến năm thứ mười thì các bạn sẽ nhận một cái khoản tiền cuối cùng là cái tiền lãi cộng với tiền vốn. Vậy để minh họa cho cái lãi suất lũy kế này, EasyTech sẽ cùng các bạn tính toán một lượt hàng năm trên cái khoản tiền gốc 10 triệu ban đầu và cái lãi suất hàng năm là 7%. Ở khi mà chúng ta lập cái bảng này thì chúng ta sẽ cố gắng để các cái công thức nó linh hoạt để nếu chúng ta phải thay đổi cái tiền gốc lên một cái khoản tiền khác hoặc là cái lãi suất hàng năm là một cái lãi suất lớn hơn hoặc nhỏ hơn chẳng hạn thì cái thông số của chúng ta nó sẽ thay đổi theo. Ở cái năm đầu tiên thì nó sẽ đơn giản thôi. Cái tiền lãi của các bạn sẽ chính là bằng cái tiền gốc mà nhân với lại cái lãi suất năm đấy là 7% thì các bạn sẽ có bằng tiền gốc ban đầu nhân với lại cái lãi suất năm ở đây chính là 7 phần trăm và chúng ta có 700 ngàn và EasyTech có một cái hàng là lãi suất lũy kế có nghĩa là sẽ tính tổng tiền lãi của cả 10 năm này để ra cái lãi suất lũy kế ở cuối năm một nếu các bạn gửi tiền gốc là 10 triệu và lãi suất là 7 phần trăm một năm các bạn sẽ có được 700 ngàn và cái số tiền gốc 10 triệu các bạn nó vẫn còn ở đây nên là cái tiền mà chúng ta tái tục để tiếp tục gửi sang năm thứ hai nó sẽ bằng là cái tiền gốc ban đầu là 10 triệu cộng với lại cái tiền lãi của năm đầu tiên là 700 ngàn thì các bạn sẽ có là 10 triệu 700 ngàn. Như vậy là ở cuối năm 1 các bạn sẽ có 10 triệu 700 ngàn. Và bây giờ các bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là các bạn rút ra, tức là các bạn sẽ tất toán ngay tại thời điểm năm 1 và các bạn bỏ túi 700 ngàn tiền lãi và cái lựa chọn thứ hai nữa là các bạn tiếp tục tái tục có nghĩa là các bạn sẽ sử dụng cái số lãi cộng với cái số gốc ban đầu là 10 triệu 700 ngàn gửi cho năm thứ hai với cái lãi suất là 7%. Giả sử là ngân hàng tiếp tục giữ cái lãi suất là 7% để xem năm thứ hai các bạn được bao nhiêu. Thì quay lại cái công thức này một chút. Như mình có chia sẻ ở phần đầu là mình sẽ cố gắng làm thế nào để phân tách cái công thức và những cái giá trị nào là giá trị mà nó cố định thì sẽ sử dụng cái F4 để đưa cái giá trị đấy thành giá trị tuyệt đối ở trong Excel. Thì các bạn thấy ở đây là cái tiền gốc và cái lãi suất năm đều là những cái giá trị không đổi cho toàn bộ cái bảng này nên là mình sẽ thay đổi lại công thức một chút với cái giá trị tiền gốc là OB3 này mình sẽ nhấn F4 để biến nó thành cái giá trị tuyệt đối và tương tự với cái lãi suất 7% mình sẽ ấn F4 để biến nó thành giá trị tuyệt đối ở cái ô tái tục tiền gửi này cũng tương tự như vậy F4 ở ô này để biến nó thành giá trị tuyệt đối thì ở năm thứ hai cái tiền lãi của các bạn nó sẽ bằng cái tiền mà vốn lẫn lời của năm thứ nhất là 10 triệu 700 nhân với lại cái tiền lãi suất hàng năm là 7% bởi vì là mình đã giả sử là cái tiền lãi 7% nó sẽ không hề thay đổi trong vòng 10 năm liên tiếp vậy thì nó sẽ bằng cái số tiền vốn cộng lời của năm đầu tiên chính là 10 triệu 700 ngàn nhân với cái lãi suất hàng năm là 7% và chúng ta có được con số là 749 ngàn thì đấy là cái lãi suất của năm thứ hai và hết năm thứ hai thì chúng ta sẽ có cái số tiền đó chính là cái tiền vốn lẫn lời của năm thứ nhất cộng với cái số tiền lãi của năm thứ hai để chúng ta ra được con số là 11 triệu 449 ngàn. Thì tương tự như vậy, ở năm thứ hai các bạn sẽ có hai lựa chọn. Các bạn có thể tất toán ngay tại thời điểm này và bỏ túi 11 triệu 449 ngàn, trong đó bao gồm 10 triệu tiền gốc và 1 triệu 449 ngàn tiền lãi cho 2 năm với lãi suất 7%. Hoặc các bạn lại tiếp tục sử dụng tổng với con số tiền 11 triệu 449 ngàn này để gửi cho năm thứ ba với cái lãi suất 7%. Giả sử chúng ta tiếp tục lựa chọn à, gửi tiếp, thì chúng ta sẽ có cái tiền lãi của cuối năm thứ ba sẽ bằng tổng số tiền chúng ta có năm thứ hai bao gồm vốn và lời nhân với lãi suất 7% bởi vì lãi suất không hề thay đổi và chúng ta có cái số tiền lãi cuối năm thứ ba sẽ là 801.430 đồng và cái số tiền vốn cộng lời nó sẽ bằng số tiền chúng ta có của năm thứ hai cộng với số tiền lời của năm thứ ba và chúng ta ra được con số là 12.250.430 đồng và các bạn để ý ở cái ô lãi suất lũy kế này nó cũng đã thay đổi giá trị tính riêng cái tiền lãi không sau 3 năm với lãi suất 7% trên cái số tiền gốc ban đầu là 10 triệu thì chúng ta có được 2.250.430 đồng à, đây là cái số tiền lãi lũy kế mà chúng ta có các bạn sẽ lập lại công thức này cho các cái năm liên tiếp từ năm thứ tư cho đến năm thứ 10 để xem chúng ta sẽ có được cái lãi suất như thế nào. Thì mình sẽ tiếp tục lặp lại cho năm thứ tư, còn từ năm thứ năm cho đến năm thứ 10 thì mình sẽ làm và quay nhanh video để các bạn không phải đợi chờ. Cái số tiền lãi của năm thứ tư nó sẽ bằng cái số tiền vốn cộng lời của năm thứ ba nhân với cái lãi suất không thay đổi là 7%. Và chúng ta có được cái tiền lãi của cuối năm thứ tư là 807.530 đồng. Ở đây nó có lẻ là 10 xu nữa. Nhưng mà mình không dùng cái số này thì mình có thể format ở trong Excel để bỏ hai cái số đấy đi bằng cách các bạn lựa chọn cái Decrease Decimal này. Đấy, thì chúng ta có được cái tiền lãi của cuối năm thứ tư là 857.530 đồng. Mình có thể chọn format tương tự cho các cái năm tiếp theo nữa. Số tiền uh, tái tục uh, vốn cộng lời ở cuối năm thứ tư nó sẽ bằng cái số tiền chúng ta có của năm thứ ba cộng với lại cái số tiền lãi của năm thứ tư. Nó ra được con số là 13 triệu 107 ngàn 960 đồng mình cũng sẽ format cái ở dưới này cho giống cái ở trên và các bạn thấy cái tiền lãi lũy kế sau 4 năm chúng ta gửi thì bây giờ chúng ta đã có 3 triệu 107 ngàn 960 đồng và bây giờ mình sẽ làm lặp lại cái thao tác này cho từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 và sẽ quay nhanh video để các bạn không phải đợi Là mình đã hoàn thành cái việc tính lãi suất của cái tiền gốc ban đầu là 10 triệu với cái lãi suất hàng năm là 7% cho 10 năm. Đấy, như các bạn thấy cái cách tính của mình nó cũng tương đối đơn giản thôi. Có nghĩa là mình chia thành 10 cột tương ứng cho 10 năm và mình sẽ tính tiền lãi riêng của từng năm một. Sau đó là mình sẽ giả định là cuối mỗi năm đó mình sẽ không tất toán mà mình sẽ tái tục tiền gửi có nghĩa là mình lấy cái số tiền lời mình có mình cộng vào cái vốn ban đầu mình lại tiếp tục gửi ngân hàng để lấy được cái lãi suất của năm tiếp theo và tính lũy quế thì sau 10 năm tổng riêng cái tiền lãi lũy kế mình có được là 9 triệu 671.514 đồng và tổng cái tiền gốc và tiền lời ban đầu là mình có được 19 triệu 671 ngàn 514 đồng có nghĩa là sau 10 năm thì gần như là mình gấp đôi được số tiền từ cái số tiền gốc ban đầu là 10 triệu thì sau 10 năm với lãi suất ngân hàng là 7% mình có được 20 triệu gần 20 triệu. Thì đây là một cái minh họa cho cái việc các bạn có một cái nguồn tiền nhàn rỗi. Giả sử các bây giờ các bạn có 10 triệu đồng trong vòng 10 năm tới các bạn không cần sử dụng đến khoản tiền này thì các bạn sẽ mang ra ngân hàng và các bạn sẽ gửi với cái kỳ hạn là 10 năm và cái lãi suất hàng năm là 7%. Các bạn cũng có thể nói chuyện với bạn nhân viên ngân hàng để các bạn giải thích cách tính ra cái số tiền mà cuối của năm thứ 10 các bạn sẽ có hoặc là các bạn có thể lắp vô cái công thức Excel giống như là mình đang làm ở đây để có thể tính toán được và sau 10 năm thì các bạn có thể nhân đôi được cái số tiền ban đầu từ 10 triệu thành 20 triệu với cái lãi suất hàng năm là 7% bây giờ mình sẽ thử thay đổi một chút cái tiền gốc và tiền lãi xem là cái bảng ở dưới nó sẽ thay đổi như thế nào giả sử bây giờ mình có nhiều hơn 10 triệu mình có 50 triệu chẳng hạn thì đây là 50 triệu vậy thì sau 10 năm cái số tiền mình có được là 98 triệu 357.568 đồng gần 100 triệu, có nghĩa là gần gấp đôi cái số tiền ban đầu. Tiền lãi nội kế không thì nó rơi vào 48 triệu. Còn nếu mà cái lãi suất mà tăng lên chẳng hạn, ví dụ như mình tăng cái lãi suất lên 8% trên cái số tiền gốc ban đầu là 50 triệu thì xem nó như thế nào. Thì các bạn thấy là ở đây cái số tiền nó đã tăng lên Ê, thì các bạn thấy là cái lãi suất mà tăng lên 8% thì cái số tiền uh, vốn và lời của mình nó tăng lên rất là nhanh thì đến năm thứ 10 là mình đã có được 107 triệu 946 250 đồng tổng cả vốn lẫn lời số tiền lời không thì nó rơi vào 58 triệu 57 triệu 946 250 đồng thì cái lãi suất ngân hàng là một cái con số quan trọng để quyết định là cái số tiền lũy kế của bạn nó tăng như thế nào tuy nhiên là ở Việt Nam thì hiện tại mình thấy con số khoảng tầm 7.5% là có vẻ phổ biến với các cái ngân hàng thì nếu mà chúng ta để 7,5% các bạn có thể format nó lại để nó hiển thị được 7,5 thì với cái lãi suất là 7,5% thì sau 10 năm các bạn thu được tổng số tiền cả gốc lẫn lời là 103 triệu và cái số tiền lời không là 53 triệu thì đây là một cái minh họa về cái việc các bạn tính cái lãi suất lũy kế sử dụng một cái bảng Excel rất là đơn giản và cái quan trọng nhất ở trong cái lũy kế đấy là các bạn sẽ không tất toán khi mà chưa tới thời điểm đáo hạn ví dụ trong thời điểm này là 10 năm các bạn sẽ phải giữ cái khoản tiền ở trong ngân hàng liên tục trong vòng 10 năm cuối năm thứ 10 thì các bạn sẽ rút cả ở gốc lẫn lời nếu như các bạn vì một lý do gì đấy các bạn rút ở thời điểm ngắn hơn giả sử như ở năm thứ ba hoặc là năm thứ năm chẳng hạn thì cái khoản tiền mà các bạn thu được nó sẽ ít hơn bởi vì là khi đấy cái tiền lãi và tiền lời của bạn nó chưa lũy kế đủ dài để có thể nhân đôi được số tiền giống như là ở cái năm thứ 10 thì đấy là cái cách tính đơn giản sử dụng cái công thức Excel nó tương đối là thủ công tuy nhiên nếu các bạn theo dõi từ đầu thì các bạn có thể đoán biết rằng là nó cũng sẽ có một cái công thức để tính được cái lũy kế theo từng năm mà không cần thiết phải lập một cái bảng dài như thế này thì ở trong các cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái công thức đó cảm ơn các bạn đã ghé thăm